Hôm nay là mình đi ăn sáng uống cà phê ở cái tiệm này gọi là tiệm Mojo ở ngay ở quận nhất. Tiệm rất là đẹp luôn á ha, quá là đẹp, không gian rất là đẹp. Mình không ngờ Sài Gòn mà có chỗ ăn sáng đẹp như vậy luôn á, vừa đẹp vừa lịch sự vừa sạch sẽ nữa. Wow, đẹp chưa các bạn? Một lát nữa mình sẽ để địa chỉ ở phía dưới. Bây giờ thì mình sẽ đi vô mình order thức ăn với lại đồ uống thử coi nó ngon hay không ha. Rồi có gì mình sẽ cho các bạn biết sau ha. Quán này rất là xinh và rất là đẹp luôn. Ngồi rất là thoải mái. Có máy lạnh và nhạc nhẹ. Vậy hả? Nhiều nhà hàng lắm. Để coi 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 đồ ăn sáng với lại cà phê coi ngon không. Thấy thì là nhà hàng lịch sự đẹp quá đó. Ở Sài Gòn mà trời nóng mà có mấy cái chỗ này ngồi nó relax cũng đỡ. Công nhận Sài Gòn bây giờ khác xưa. Thích gì là có đó. Tùy theo là mình gọi món ăn sáng gì thì là nhân viên phục vụ họ sẽ để đúng theo cái muỗng dĩa hoặc là đũa theo cái món mà mình ăn mình order. Wow, mang ra là cái này con gọi là cái gì đó? Hả? Sinh tố cái gì đặc đó? sữa nóng Blueberry. Blueberry crust à? Sinh tố Việt Quốc. Sinh tố Việt Quốc. Ôi ơi, đẹp chưa nè. Ôi ơi. Wow. Cái sinh tố này là 85 ngàn. Đó là cái bãi Một biển cái không riêng gian là quá đẹp như vậy mà 85 ngàn thì mẹ mà mình rất thấy đúng là cũng đáng đồng tiền lắm đó các bạn. Rồi đây, món gì đây con, mì gì? Mì ý hải sản. Wow. Sốt cay. Cà phê bạc xỉu. Cái này chà vải hạt chia. Trời ơi, nhìn là thấy ngon. Rồi. Sinh tố Việt. Sinh tố Việt Quốc. Rồi ăn đi. Ăn thử coi ngon không? Làm thì thấy có vẻ cầu kỳ ngon quá luôn. Dễ thương, ngon. Sơ sơ này cái presentation là cho 5 điểm. Max. Thơm dữ trời luôn á. Sao Mỹ của con ngon không? Ngon ha. Cho mấy điểm? Này là chắc phải 14 rồi, 4.5. 4.5 thôi à. Mẹ tưởng đâu con cho 5 điểm luôn chứ. Vẫn chơi 0.5. À hả? Còn con cho mấy điểm? Bánh canh càng cua của mình đây ạ. Bánh canh càng cua. Ngon quá. Em mà cho chị cái muỗng khác bánh canh càng cua, không có muỗng lớn hơn hả? Cái muỗng này lớn nha. Dạ vậy hả? Ok, cảm ơn em. Sao đến ngoài ăn đồ bọn quen rồi. Không phải, tại vì tưởng ăn muỗng ba tàu. Còn ở trong đây là nó lịch sự là không có muỗng ba tàu. Đây nè, bỏ miếng ớt vô nè. Không biết là bánh canh này có bà. Rồi, nếm thử một chút nè.
Wow, ngon quá. Bao nhiêu điểm? 5 điểm max. Thiệt sự luôn, ngon lắm không Nguyên? Ngon lắm. Rồi cái hình của con là cái gì, ngon không? Con thấy ăn thử luôn đi. Con nói con ăn con review. Thôi con biết gì đâu mà review. Ngon lắm. Ơi ơi, còn cái này là mì mì nuôi bò lúc lắc. Bánh canh càng cua, hồi nãy mình ăn thử một miếng rất là ngon. Cho 5 điểm luôn, maximum. Thiệt ngon. Nước nó ngọt thanh mà ngọt mùi cua luôn á. Nhiều nhà hàng ăn ngon lắm. Ôi, cái sợi bánh canh nó không có nó bự có lắm nữa nè. Thật là ngon. Rồi cái của con ngon không? Thịt bò mềm không? Cái đó quan trọng đó. Thịt bò mềm ngon phải không? Đó. Thì là mình recommend các bạn nếu mà muốn ngồi ăn lịch sự mà cho có máy lạnh mà sung sướng thoải mái, đồ ăn ngon, cũng giá cả không quá mắc, đối với mình như vậy là không mắc nha các bạn. Cái tô bánh canh này là chỉ có 295.000 thôi, còn cái tô mì ý này là 175.000. Cái nước hạt chia này của mình á, trà hạt chia với lại nhãn 95.000. Cái cà phê bạc xỉu con bao nhiêu mẹ quên rồi ha, 65.000. Còn cái này 85.000. Còn cái này của con là như 180 mấy rồi, cho 190.000 đi. Lại mình thấy giá như vậy là không mắc. Đã không mắc, đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, ngồi được hưởng thụ relax cho nó nhàn nhã thì thật sung sướng, mình highly recommended. Mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái quán cơm gọi là bếp nhà Lục Tỉnh. Cái quán này thì nhìn cái cách trang trí giống như là đồng quê nhưng mà nó đẹp, thiệt là đẹp luôn nha. Đây là cái không gian phía ngoài quán. Cái quán này nó đẹp quá, mình thích ơi là thích luôn. Đây là đường đi vô trong quán đây nè. Không gian cây xanh rất là đẹp luôn, ngộ ghê. Ở phía ngoài á thì mình sẽ thấy nó rất là nhỏ, nhưng càng đi vô trong á thì nó sẽ là rất lớn đó. Đó, đây là phía trong quán các bạn. Rồi mình ăn món gì và mình sẽ review cho các bạn coi ha. Wow, quán rất đẹp. Ôi ơi, nó rất là rộng và đẹp luôn. Ngoài này có cái hồ nước. Ôi, giống như là nhà tranh vậy. Đẹp quá. Wow, thiệt là đẹp, rất là lạ, đẹp và thơ mộng. Nó có rất là nhiều cái phòng riêng. Nước suối chảy róc rách, và cái đây là giống như một cái sân vườn, nó ngay giữa có suối chảy róc rách và nó được bao phủ chung quanh bởi các bàn ăn và những cái căn phòng riêng biệt để các bạn có thể tổ chức được các tiệc tùng hoặc là bữa cơm gia đình mà hội họp gia đình đông đúc. Rồi bây giờ là mấy cô cháu của mình thì đặt một cái bàn bên đây.
đây là địa chỉ và số phone của nhà hàng ha các bạn. Đây là cái thực đơn bao nhiêu. Thì cái nhà hàng này á, nó rất là đẹp và cái phong cách là miền quê, nhưng mà nó trang trí cái kiểu miền quê xưa mà đẹp mà thơ mộng lắm. Và các món ăn á, thì có rất là nhiều các món ăn dân dã, nhưng mà giá thì cao, giá cao, nhưng mà cái không gian thì thật là lý tưởng để mà ăn với gia đình hoặc là hội họp. Đây là sơ sơ qua các món và giá cả của từng món. Giá cả của từng món thì đó, mình cho các bạn coi sơ qua các bao nhiêu của từng món. Bò nướng lá cách lớn tuổi hơn nó bao nhiêu tuổi, 190.000 bò hai món. Quán thì quá là đẹp luôn, nhưng mà giá cả thì hơi cao. Đó, các bạn thấy không, thì cá lóc quay ngoe cuốn bánh tráng mà giá là 350.000. Lẩu vịt nấu chao là 420.000. Lẩu mắm nhiệt đồng. Người ta trang điểm cho được con. Nhìn hấp dẫn quá ha. Nhìn hấp dẫn quá. Đây thì bé chồng hơn 12 tuổi. Có hình hình đi với bạn. Đi đâu? Chị dẫn đi nè. Còn bấm ở đâu? Rồi bây giờ mình ăn thử nha, coi ngon không ha các bạn nha. Rồi bây giờ mình ăn thử này nha, cái này là mình cuộn nè, thấy chưa? Không có quơ rồi. Ô, cái này là loại bánh tráng không cần nhúng nước đó phải không? Bánh tráng không cần nhúng nước. Vậy là chị không thích bánh tráng này rồi. Em sao cái bánh tráng này nó khó khô, nó khô vậy sao bánh tráng kia được. Để nó khô để em coi dưới nó còn. Em cứ nhắc thôi mà nó gãy tùm lum la. Thank you.
Chị vẫn thích bánh tráng mà nó mềm hơn là bánh tráng nó cứng nhắc như vậy, là giống bánh tráng cuộn á. Chị đã nói là chị cái món mà chị không thích nhất đó là bánh tráng cuộn. Thank you.
chua mà chị thích ăn không phải vậy, chị hút miếng đâu chị thấy nó hơi ngọt cho nên sau đó chị ăn ngon. Đồ ăn ngon quá mà no quá luôn rồi ăn cũng hết. Nhưng mà đồ ăn ngon đó, tại nó làm hơi lâu ha. Nhưng mà em thấy cá kho ngon, thịt gà cũng ngon. Những tôm này thì nó dễ ngon quá, nhưng mà không có thích cái bánh tráng này. Nước mắm thì nó hơi mặn, canh chua thì rất là ngon. Đây là những cái món mình ăn ha. Rồi, gà tổng cộng giá tiền là 1.750.000. Và cô cháu yêu dấu đãi mình với cô Nguyên hôm nay